Ừ thế thì giả dụ cái trường hợp um, simulation hypothesis này là đúng thì mục đích của việc chạy một cái simulation như thế này là gì? Có thể có những loại simulation nào? Mục đích tạo simulation thì em nghĩ là rất là nhiều. Có thể là nghiên cứu khoa học chẳng hạn, như là cái cách mà các nhà khoa học bây giờ đang chạy simulation về độ ảnh hưởng của coronavirus để nghiên cứu xu hướng của virus này. Hay là gần đây có một cái bài nghiên cứu khá hay em đọc được của OpenAI khi mà họ thử nghiệm đưa những con AI vào sân chơi trốn tìm để nghiên cứu ra cách AI có thể phát triển ra những cái chiến thuật để giành lợi thế. Một mục đích khác đơn giản hơn là giải trí, như là cái cách mà người ta tạo ra trò chơi điện tử. Ở một góc độ nào đó, các trò chơi điện tử cũng chính là các simulation mà chúng ta đã tạo ra có nhân vật và có thế giới riêng. À, ví dụ trò Skyrim đặt chị vào một thế giới mở Nơi mà chị có thể đi bất cứ đâu và làm bất cứ gì Nếu em mà là nhân vật trong Skyrim ấy Thì chắc em cũng nghĩ là mình có free will luôn Một sự hướng thú vị khác là Càng ngày thì thế giới ảo Càng sống động và trung thực Độ phân giải càng cao Vậy đến một lúc nào đó thì thế giới ảo Thực sự nó sẽ giống thế giới thật cái mục đích cuối cùng mà em có thể nghĩ ra cho simulation và cũng là ý tưởng mà em thích nhất ấy, là dùng simulation trong giáo dục hiện giờ đang có một số những cái xu hướng cho người học khám phá và học hỏi bằng những cái simulation điện tử ví dụ như là simulation trèo đỉnh Everest để luyện cách hợp tác và làm việc nhóm cho các doanh nghiệp hoặc là dùng thế giới Minecraft để giúp học sinh học lập trình khi những cái simulation nó đẹp và thực tế hơn thì cũng có lẽ là nó sẽ là công cụ quan trọng trong ngành giáo dục à, ví dụ như là những người ở post-scarcity civilization là những cái nền văn minh mà không cần phải lo đến cái ăn cái uống nữa có thể họ sẽ sử dụng simulation để tạo tạo cho con người của họ về những cái bài học cuộc sống như là siêng năng suffering hay là những cái interpersonal skill khi chết đi có thể não chị sẽ được upload lên cơ thể thật ấy, để tiếp tục cuộc sống trong thế giới mới và mang theo những cái bài học cũ về thế giới cũ. Ừ, như thế thì có thể thấy là cái việc sử dụng cái simulation này rất là có ích đúng không? Tại vì là mức độ trải nghiệm của mình nó sẽ được tăng lên rất là nhiều. Đúng rồi chị. Ngoài ra chị có thể thực hiện những cái simulation này cực kỳ nhanh. Ví dụ, cả cuộc đời chị có thể được simulate trong vòng 10 giây tùy thuộc vào mức độ công nghệ và độ nhanh của cái máy. Ôi thật đó. À? Thế thì Ừ hãy hãy nói một chút về vấn đề kỹ thuật đi. Để mà chạy được cái simulation phức tạp như thế thì cái máy tính của em nó cần phải có computation power, tức là cái sức mạnh tính toán đến như thế nào và cái computation power này nó đòi hỏi cái nguồn năng lượng lớn tới đâu? À, để có thể tạo ra những cái simulation có độ lớn và độ phân giải cao như thế giới thực ấy thì sẽ cần rất là nhiều tiềm năng tính toán và nhiều năng lượng để thực hiện các phép tính này. À, lượng này lớn hơn lượng mà chúng ta đang có rất là nhiều. Nhưng nếu trong một vài trăm năm nữa mà công nghệ chúng ta có tiến bộ hơn, thì em nghĩ là hoàn toàn có thể tạo ra nhiều simulation rất thực tế với cái năng suất nó sát với những cái giới hạn lý thuyết. Ừ, ta có những cái giới hạn lý thuyết nào? À ví dụ như là giới hạn Landauer là giới hạn năng lượng nhỏ nhất cần thiết để thực hiện một phép tính tại nhiệt độ phòng. Nôm na là khi chị thực hiện một phép tính, ví dụ chị muốn xóa một bit, thì máy sẽ phải tản nhiệt ra ngoài môi trường, và nhiệt lượng đó chính là lượng năng lượng cần thiết chị phải cung cấp cho máy. Landauer đã tìm ra giới hạn năng lượng lý thuyết để thực hiện một phép tính ở nhiệt độ phòng là tầm 1.7 x 10 mũ âm 4 electron volt. Giới hạn là như vậy nhưng mà chúng ta thì đang dùng máy móc sử dụng nhiều năng lượng hơn gấp hàng triệu lần so với mức lý thuyết đó. Ngoài ra thì em cũng biết đến là cái Uncertainty Principle của Heisenberg cũng đưa ra những cái giới hạn về lượng flop hay là floating point operation à, là lượng số lượng phép tính có thể thực hiện trong vòng một giây. Trên lý thuyết thì chị có thể thực hiện 10 mũ 50 phép tính trong một giây trong khi chúng ta mới đạt được tới exaflop thôi, có nghĩa là 10 mũ 18. Tức là khi thực hiện tính toán thì computation sẽ phải sinh ra nhiệt và để sinh ra nhiệt thì sẽ phải cho cái máy này năng lượng điện. Thế nên đòi hỏi một cái mức năng lượng nhất định để có thể thực hiện tính toán, gọi là giới hạn lý thuyết đúng không? Tuy nhiên hiện tại thì những công nghệ mà ta đang có nó rất là sơ đẳng nên là năng lượng cần phải dùng nó vẫn lớn hơn rất nhiều so với cái mức ở giới hạn lý thuyết này. Đúng vậy chị ạ vấn đề chính nằm ở cái việc là chúng ta có thể tìm ra những cái công nghệ mà giúp thực hiện tính toán sát ở cái năng lượng lý thuyết tối thiểu này, à, tức là nó cho phép dùng năng lượng cực kỳ hiệu quả. Nếu có thể đạt được cái năng uh, cái hiệu suất này thì chúng ta có thể thực hiện được nhiều loại simulation với giá cả rất là hợp lý. À, em lấy ví dụ nhé, là nếu chúng ta muốn chạy một cái gọi là whole brain emulation hay là mình simulate bộ não của con người. Tại năng lượng lý thuyết tối thiểu của Landauer thì chúng ta có thể simulate hơn một triệu người chỉ với một cái bóng đèn nhà. Ôi chỉ thế thôi á? À? Nhưng mà đấy chỉ là simulate mỗi não bộ thôi đúng không? Thế còn những cái thứ xung quanh mình thì sao? Liệu có một cái máy nào nó có đủ computation power để mà simulate được cả hành tinh rồi thì giải ngân hà và toàn bộ vũ trụ hay không? Thật ra cũng không cần thiết để làm thế chị ạ. Chúng ta có thể dùng whole brain emulation để simulate mỗi bộ não người thôi rồi đưa những cái sensory input các cái tín hiệu điện hóa vào trong cái simulation đấy khiến cho não tưởng là trải nghiệm bên thế giới ngoài à, giống như là phim Matrix gì. À, chị có phân biệt được đâu? À, ừ. Um, ok, thế thì câu hỏi tiếp theo sẽ là liệu có thể tạo ra được những cái technology cho phép cái hiệu suất tính toán cao như vậy hay không? Ta cũng có thể thấy ngay được một minh chứng đấy là cái này có thể tức là nếu mà nhìn vào cái cách não của con người hoạt động ấy, thì não người nó cực kỳ là computationally efficient tức là có cái hiệu suất tính toán và xử lý thông tin cao hơn máy tính cả chục triệu lần thế mà não lại không sinh ra nhiều nhiệt như là máy tính em biết là bộ não con người tính toán với hiệu suất rất là cao điều này liên quan gì đến sinh học và em cũng chưa rõ tại sao nhưng mà có lẽ là do cơ cơ chế chuyển giao thông tin của neuron thần kinh nó có hiệu suất hơn mặc dù là nó chậm hơn nó là một trong những cái mà em nghĩ là uh, quality over quantity. Ừ chị đoán là có thể do cái brain architecture nữa tức là cấu trúc của não bộ nó thực ra rất là khác với máy tính thì cái cấu trúc này nó gồm một hệ thống phức tạp của các neural network cho phép tính toán rất là hiệu quả chính vì thế mà ta cũng thấy các cái công nghệ hiện giờ như là machine learning hay là neural network luôn nó cũng tìm cách bắt chước não bộ đúng không thêm nữa là não thì hoạt động bằng các tín hiệu điện hóa đòi hỏi một cái voltage nhỏ hơn rất là nhiều so với máy tính vốn là hoạt động bằng dòng điện